Minh Tiến và Ngọc Thật kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2020, chương trình thời sự có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Thẩm tra chính nội dung trình kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tây Ninh hướng đến nền hành chính hiện đại. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Grab giải pháp hiệu quả dự phòng lây nhiễm HIV. Cảnh báo trước thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS và đón nhận huân chương lao động hạng nhì cho Cục phòng chống HIV/AIDS. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm. Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Kể từ khi người nhiễm HIV được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1990 đến năm 2020, Việt Nam đã có 30 năm chính thức ứng phó với dịch HIV/AIDS. Trong suốt 30 năm qua, công tác quản lý chỉ đạo hoạt động phòng chống HIV/AIDS luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm coi trọng. Trong quá trình triển khai, đã đạt được nhiều kết quả tích cực qua các thời kỳ, đa dạng hoạt động truyền thông can thiệp, giảm hại, dự phòng lây nhiễm HIV. Việc tư vấn xét nghiệm HIV được mở rộng, đa dạng đối tượng, công tác điều trị HIV/AIDS liên tục được mở rộng, chất lượng điều trị được nâng cao, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả, cơ chế tài chính ngày càng được đổi mới bền vững. Đến nay, số người nhiễm HIV, mắc AIDS, tử vong liên quan đến AIDS giảm 2/3 trong 15 năm qua. Việt Nam cũng được NS đánh giá là nước có số ước tính ca nhiễm mới HIV trong năm giảm lớn nhất trong khu vực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương không được chủ quan lơ là, tiếp tục quan tâm đầu tư, thực hiện phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ dự phòng chống HIV/AIDS, tăng cường giáo dục các kiến thức về HIV, tránh sự kỳ thị với những người có HIV, tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị cho những người có HIV, đồng thời mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để Việt Nam hoàn thành các mục tiêu kiểm soát HIV/AIDS, phát triển kinh tế xã hội, hướng tới chấm dứt đại dịch vào năm 2030. Với nhiều nỗ lực trong suốt quá trình 30 năm phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao huân chương lao động hạng nhì cho Cục phòng chống HIV/AIDS và trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Thưa quý vị, khi nhắc tới HIV, mọi người đều lo lắng và sợ hãi vì chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa căn bệnh này. Mặc dù hiệu quả điều trị của thuốc kháng virus HIV là rất rõ ràng, tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học, bệnh HIV đã dần được kiểm soát bằng việc sử dụng ARV trong dự phòng HIV như PEP và GREP. Đặc biệt, GREP là một trong những biện pháp dự phòng bổ sung hiệu quả đối với những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Nhân Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS 1 tháng 12 năm 2020, kính mời quý khán giả tìm hiểu thêm những thông tin về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng PrEP. PrEP, viết tắt của từ tiếng Anh Pre-Exposure Prophylaxis, tức là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Nó có nghĩa là một người có nguy cơ cao chưa bị nhiễm HIV sử dụng thuốc kháng virus ARV mỗi ngày để dự phòng không bị nhiễm HIV. Thuốc PrEP là các thuốc có chứa tenofovir. Khi dùng thuốc hàng ngày, nồng độ thuốc ARV trong máu có thể ngăn chặn không cho virus HIV xâm nhập, và nếu chẳng may xâm nhập cũng không nhân lên trong cơ thể, từ đó dự phòng được lây nhiễm HIV. Được triển khai thí điểm tại Việt Nam từ năm 2017, đến nay PrEP đã được triển khai tại 26 tỉnh thành phố, trong đó có Tây Ninh. Tại Tây Ninh, hiện có 5 phòng khám ngoại trú HIVS được triển khai dịch vụ điều trị dự phòng PrEP, bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu và Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh đang điều trị cho 58 ca và đang mở rộng tăng cường công tác tuyên truyền đến những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao tham gia điều trị dự phòng bằng PrEP. Ở tỉnh Tây Ninh của mình là triển khai được một năm nay. Thuốc PrEP thì được cấp miễn phí, và xét nghiệm trước khi uống thì cũng được miễn phí hoàn toàn.
mình có nhu cầu sử dụng rét thì đến phòng khám ngoại trú sẽ có cán bộ y tế sẽ hướng dẫn một cách cụ thể. Trong bối cảnh hiện chưa có vaccine để dự phòng HIV, thì PrEP được xem là biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV có hiệu quả cao cho những người có nguy cơ nhiễm HIV cao, gồm các đối tượng nam có quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới nữ, người bán dâm, người tiêm chích ma túy, bạn tình của người nhiễm HIV mà người nhiễm HIV đó chưa điều trị ARV hoặc điều trị ARV nhưng tải lượng HIV chưa đạt dưới ngưỡng phát hiện virus, vẫn còn trên 200 bản sao trên 1ml máu. Tuy nhiên, cũng có những đối tượng không sử dụng được PrEP bao gồm người có HIV dương tính hoặc chưa xác định được, người có dấu hiệu hoặc triệu chứng của nhiễm HIV cấp tính, những người rối loạn chức năng thận, người dị ứng với thuốc tenofovir và emtricitabine, người phơi nhiễm với HIV trong 72 giờ qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu sử dụng đúng cách thì hiệu quả dự phòng lây nhiễm HIV của PrEP mang lại có thể đạt hơn 90%. Sử dụng PrEP thì nó cũng có theo cái tiêu chí cụ thể. Khi mình đã đăng ký vô cái điều trị PrEP thì tuân thủ là phải uống thuốc đúng giờ và đúng thời gian. Chứ nếu mình đã đăng ký vô rồi mình uống mình không có đúng theo cái hướng dẫn thì thuốc nó không có tác dụng, thì dự phòng nó không có hiệu quả. Về mặt thuốc qua theo dõi thì có những cái tác dụng phụ nhẹ thoáng qua, còn đa số là không có cái tác dụng phụ nào mà nặng hết. Bà con mình hết sức là yên tâm dùng PrEP, bởi vì nó chỉ có một viên duy nhất và uống đúng giờ và đúng theo cái quy định của cán bộ hướng dẫn thì cái vấn đề phòng ngừa lây nhiễm HIV thì bà con yên tâm. Một số lưu ý khi tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP. PrEP cần có thời gian để đạt được hiệu quả bảo vệ tối đa, vì vậy cần sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục. PrEP sẽ đạt hiệu quả bảo vệ tối đa sau 7 liều dùng đối với nhóm MSM, quan hệ đồng giới nam. PrEP sẽ đạt hiệu quả bảo vệ tối đa sau 12 liều dùng đối với nhóm phụ nữ. PrEP không phòng được các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác ngoài HIV, vì vậy vẫn cần sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Phản ứng phụ khi dùng PrEP bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt nhẹ và sẽ hết trong 1 đến 2 tuần. Nếu kéo dài, cần gọi điện hoặc đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn. Với mục tiêu hướng tới không còn người nhiễm HIV vào năm 2030, thì bên cạnh các biện pháp can thiệp giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV đối với những người đã nhiễm HIV, thì điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP là một trong những can thiệp có hiệu quả nhất. Tăng độ bao phủ PrEP, làm giảm tỷ lệ nhiễm, thậm chí còn cắt đứt đường lây truyền HIV. Đây là giải pháp mới, an toàn, nhiều ưu điểm và khi áp dụng sẽ góp phần giúp Tây Ninh nói riêng và cả nước đạt được mục tiêu 90-90-95 trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2020, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh thẩm tra 9 nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách đánh giá cao tình hình ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 0,5%, ước chi ngân sách nhà nước tăng 18,4% so với dự toán. Tuy nhiên, có 9 khoản thu không đạt dự toán, 4 khoản thu đạt thấp so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mức chi ngân sách tăng nhưng tỷ lệ chi chuyển nguồn lớn và có xu hướng tăng dần từ năm 2016 đến năm 2019. Nhiều nội dung chi để kéo dài chậm thực hiện, làm giảm hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách nhà nước. Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo điều hành chuyển nguồn ngân sách để nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán, hạn chế chuyển nguồn ngân sách trong những năm tới. Theo ông Mai Văn Hải, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, nguồn dự toán chưa phân bổ và nguồn phát sinh năm 2019, đồng thời làm rõ hơn những nội dung chưa được Thường trực Hội đồng Nhân dân cho ý kiến đối với nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh chưa được phân bố năm 2019. Trong đó có chi chuyển nguồn tiết kiệm chi sang năm 2020 hơn 6 tỷ 300 triệu đồng. Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ. Đến dự có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng cụm thi đua, đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh vai trò và vị trí của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cầu nối gắn liền giữa Đảng với nhân dân, nhất là trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tại Tây Ninh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động, thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức, kịp thời chỉ đạo định hướng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động cho sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong cụm đã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc, điển hình như đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền trên 154 tỷ đồng, thực hiện nhiều mô hình sáng tạo như mô hình ATM gạo, siêu thị không đồng, chuyến xe nhân ái và tham gia giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đã vận động tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 52 tỷ đồng, vận động 8 trụ ATM gạo phát miễn phí cho hơn 48.000 lượt hộ có hoàn cảnh khó khăn với 134 tấn gạo. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng mở rộng gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua kết quả bình chọn của các thành viên trong cụm thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh là đơn vị đạt cờ thi đua xuất sắc toàn diện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương là đơn vị đạt cờ xuất sắc. Quý vị nghĩ sao nếu như một ngày bạn nhận được cuộc gọi điện thoại thông báo trúng thưởng với giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng? Đừng vội vui mừng và tin tưởng quý vị nhé, vì đây chính là một trong những hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mà người dân trên địa bàn tỉnh vừa bị sập bẫy. Nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ này đã bị mất số tiền hơn 100 triệu đồng từ cuộc gọi điện thoại của người không quen biết. Bà NTA ở thị xã Trảng Bàng cho biết, ngày 23 tháng 11 năm 2020, bà nhận cuộc điện thoại thông báo trúng thưởng giải nhì với trị giá tiền mặt là 200 triệu đồng và một chiếc xe gắn máy trị giá 40 triệu đồng. Và để nhận được giải thưởng trên, bà cần phải thực hiện các yêu cầu mà chúng đưa ra. Cái người chủ lãnh thưởng đó phải bỏ tiền là 15 triệu 500 để làm cái giấy ra bản số xe. Nói là bây giờ cái số tiền là xe là đã xong. Còn 200 triệu tiền mặt đó, trong cái lúc mà giờ chuyển tiền về tới nhà cho cô là phải có tiền phí nè. Nó nói là nghiêm khắc lắm. Bây giờ cô mà không nộp tiền là cô phải đền là báo với lại cả chính quyền của địa phương của cô luôn á, là gãy hợp đồng. Nói nếu mà chia sẻ với gia đình á, những người người ta ở bên ngoài người ta biết được á, là người ta sẽ chiếm đoạt, nó lợi nó sẽ trực tiếp ở nhà mình, nó sẽ cướp. Đây không phải trường hợp đầu tiên đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận hàng trăm tin báo loại tội phạm này. Riêng Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận trên 20 trường hợp bị lừa gạt tiền thông qua điện thoại và mạng xã hội với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Một số phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này như sau. Giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, điện thoại cho người dân thông báo có liên quan đến các hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook kết bạn làm quen, rồi yêu cầu nhận hộ thùng hàng hoặc quà từ nước ngoài gửi về, sau đó yêu cầu nộp các khoản phí để nhận hàng. Chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook cá nhân, rồi sử dụng tài khoản này để nhắn tin đề nghị người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại theo hướng dẫn và chiếm đoạt. Điện thoại nhắn tin thông báo bị hại trúng giải thưởng giá trị lớn, yêu cầu phải chuyển tiền thực hiện các thủ tục nhận giải thưởng. Giả mạo đối tượng cán bộ ngân hàng, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin thẻ ngân hàng để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng hoặc thẻ. Trước những thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi của các đối tượng, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên.
là đối với cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân, nói chung là cơ quan tư pháp, khi mà người ta muốn cần mời bị hại, cần làm việc với bị hại hay cần điều tra xác minh gì thì người ta phải gửi giấy, giấy mời rõ ràng, gửi đến công an địa phương, sau đó thông báo cho bị hại mời lên làm việc. Chứ không có cái trường hợp mà làm việc qua điện thoại, không có vụ là làm việc qua là Zalo, Facebook nhân dân. Nên bị hại không tin vào các cái trường hợp này mà chúng ta nghe lời mà đi chuyển tiền. Cái thứ hai là cần phải giữ cái bí mật về thông tin, bảo mật các cái dịch vụ ngân hàng. Tuyệt đối là chúng ta không có cung cấp đó là cái mã pin thẻ này, rồi cái mật khẩu truy cập, rồi mật khẩu giao dịch một lần OTP, rồi mật khẩu truy cập địa chỉ email với người lạ, kể cả là với nhân viên ngân hàng. Chúng ta tuyệt đối chúng ta không có cung cấp các cái này, bởi vì cái đó là cái thông tin cá nhân của chúng ta, không ai có cái quyền mà chúng ta yêu cầu chúng ta mà cung cấp. Không chuyển tiền cho đối tượng khi chưa xác thực, cảnh giác đối tượng giả mạo quen biết thông qua mạng xã hội. Có nghĩa là khi chúng ta có những cái thông tin của trên mạng xã hội, trên Messenger, trên Zalo, Facebook yêu cầu chúng ta nạp tiền, thì chúng ta phải xác nhận những người này coi có đúng là người thân của chúng ta, đúng là cái người quen của chúng ta hay không. Chúng ta phải kiểm tra thật kỹ bằng cách chúng ta điện thoại nói chuyện, chứ không phải thấy cái tin nhắn mà chúng ta chuyển tiền như thế đó thì có thể là các cái đối tượng nó đã chiếm đoạt cái tài khoản và nó yêu cầu là chuyển tiền. Một cái vấn đề nữa, chúng ta phải kiểm tra các cái thông tin của các cái trang website khi thực hiện cái giao dịch trực tuyến. Chỉ nên thực hiện giao dịch tại các website có uy tín, có độ bảo mật cao. Hạn chế sử dụng các mạng wifi công cộng nè, tại các quán cà phê để đăng nhập, thực hiện giao dịch trên hệ thống ngân hàng điện tử. Chúng ta cũng lưu ý cái đó. Rồi chúng ta phải thoát khỏi các cái dịch vụ và ứng dụng của các ngân hàng liên kết với dịch vụ điện tử và các cái website thương mại điện tử sau khi hoàn thành cái phiên giao dịch. Cái hình thức lừa đảo nói trên á, thì công an Tây Ninh khuyến cáo người dân là chúng ta luôn luôn chúng ta cảnh giác với các phương thức thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, đặc biệt là trong quá trình là sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện các cái trường hợp nghi vấn thì tuyệt đối người dân nên báo cho cơ quan chức năng, đặc biệt là báo cho cơ quan công an gần nhất để người ta được hướng dẫn xử lý. Chúng ta tuyệt đối không nghe thông tin, bất cứ cái thông tin nào đó mà chúng ta đi chuyển tiền, cung cấp các cái thông tin cho đối tượng thì chúng ta rất dễ bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, năm 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo nền tảng quan trọng xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến thời điểm hiện nay, 19 trên 19 sở ngành tỉnh đã xây dựng xong đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện sắp xếp giảm 25 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm từ năm 2015 đến nay là 96 trên 741 đơn vị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế xã hội tỉnh đã đưa vào vận hành, sử dụng cho các cơ quan quản lý hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên website và ứng dụng tra cứu số liệu trên thiết bị di động. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công được duy trì hiệu quả vì ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trao đổi thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện hơn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt trên 98%. Tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm 26 nhóm thủ tục hành chính. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Tây Ninh phối hợp với Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức lớp tập huấn sản xuất lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ. Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ là một trong những lĩnh vực thực hành nông nghiệp tốt mà ngành nông nghiệp Tây Ninh đang hướng tới, với mục đích sản xuất ra lúa hàng hóa có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao, phù hợp yêu cầu thị trường thời hội nhập. Cán bộ các trạm trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông tham gia đợt tập huấn lần này được chuyên gia đến từ Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long truyền đạt về quy trình sản xuất lúa theo chuẩn hữu cơ với những nội dung, điều kiện về đất sản xuất lúa, kỹ thuật làm đất, thời vụ, hạt giống, kỹ thuật xạ, cấy, quản lý dịch hại, chế biến, bảo quản lúa, v.v. Đây là những kiến thức chung để tới đây cán bộ nông nghiệp sẽ truyền đạt lại cho nông dân trên địa bàn về lĩnh vực sản xuất lúa, hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Thưa quý vị, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh có 5 khu dân cư với hơn 18.000 nhân khẩu. Đời sống của người dân trong địa bàn tuy ổn định nhưng vẫn còn những hộ nghèo cần được hỗ trợ giúp đỡ.
Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động nhiều nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường vận động quỹ vì người nghèo đạt trên 225 triệu đồng, xây tặng 5 căn nhà đại đoàn kết, tổng số tiền 315 triệu đồng cho hộ nghèo khó khăn, hỗ trợ con giống cho 4 hộ nghèo, tổng trị giá 18 triệu đồng. Thực hiện ngày chia sẻ thiện tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường vận động mạnh thường quân trao tặng quà cho 210 hộ gia đình khó khăn, kinh phí là 66 triệu đồng, thực hiện tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được 450 em, số tiền là 97 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người già, neo đơn, bệnh tật 50 suất với tổng kinh phí là 25 triệu đồng. Đổi rác thải nhựa, lấy rau củ quả, bảo vệ môi trường, có 140 hộ gia đình tham gia. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin về COVID-19 tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công điện yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân làm lây lan dịch. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ra công điện khẩn gửi các bộ, quốc phòng, công an, giao thông vận tải và ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh. Theo đó, căn cứ diễn biến dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động rà soát thông tin cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, gia đình học sinh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, các đơn vị cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Sở Giáo dục Đào tạo. Cụ thể, cần tăng cường công tác khử khuẩn vệ sinh trường lớp học, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng theo quy định, bố trí đầy đủ vòi nước sạch, xà phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay đúng cách thường xuyên, thông báo nhắc nhở việc đeo khẩu trang theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động cơ sở karaoke Icon số 120 đường Thành Thái, Highland Coffee Vạn Hạnh Mall số 11 đường Sư Vạn Hạnh và Trung tâm Anh ngữ K-English 285/24 đường Cách Mạng Tháng 8. Đây là ba cơ sở dịch vụ liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 1347. Thời gian tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 đến khi có thông báo mới. Và bây giờ là cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 18 giờ 20 phút ngày 1 tháng 12 năm 2020. Cập nhật COVID-19 đến 18 giờ 20 phút ngày 1 tháng 12 năm 2020. Trên thế giới, số ca nhiễm 63.691.642 người. Số ca tử vong 1.476.277 người. Số ca chữa khỏi 44.079.695 người. Tại Việt Nam, số ca nhiễm 1.347 người. Số ca tử vong 35 người. Số ca chữa khỏi 1.179 người. Trong đó tại Tây Ninh, số ca nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người. Thưa quý vị, hành vi lạng lách đánh võng khi lưu thông trên đường không những gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho những người xung quanh, là nỗi bức xúc và lo lắng cho người đi đường, uy hiếp đến trật tự an toàn giao thông. Sở thích nguy hiểm bất chấp vi phạm pháp luật này vẫn diễn ra khá phổ biến. Đó là hành vi coi thường pháp luật của một số nhóm đối tượng trẻ tuổi hiện nay. Mức phạt hành vi lạng lách đánh võng cụ thể: phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô lạng lách đánh võng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Đối với xe máy, hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Trước đây chỉ phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Đối với xe đạp, phương tiện thô sơ ít gây nguy hiểm hơn thì mức phạt thấp hơn, chỉ phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng, trước đây là 100.000 đến 200.000 đồng. Ngoài ra, người nào tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu phương tiện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.